Rồi xin chào các anh em. Nay Paseo Tony mình có ở đây một chiếc VF E34 để chạy dyno test, để xem công suất của xe tải bánh như thế nào ha. Thì đây là một chiếc xe điện hoàn toàn, cho nên là dyno nó sẽ hơi khác chút. Thứ nhất là chúng ta không có bô, cho nên là sẽ không có cắm cái vòi để đo e-fuel ratio. Đó là một chuyện. Thứ hai là vì là xe điện cho nên chúng ta không có vòng tua luôn. Đây, không có máy, không có đo tua máy như các dòng xe động cơ đốt trong. Rồi ở đây thì chỉ có hệ thống làm mát cho pin, rồi nếu có thể là két làm lạnh thôi. À, xe điện nhưng vẫn có bình ắc quy điện. Cái này thì để nuôi cho các hệ thống của xe, chứ điện thì để vận hành chính cho cái động cơ thôi. Cho nên là các bạn đừng thắc mắc là tại sao xe điện mà vẫn có thêm cái bình ắc quy điện nhỏ ở đây nha. Rồi bây giờ thì mình sẽ vào chạy dyno. Rồi, lên xe. Xe điện cho nên là không có dòng tua, không có gì hết. Giao diện khá là hiện đại nha các bạn. Rồi, chúng ta sẽ tắt chống trượt. Chúng ta sẽ tiến hành chạy test. Rồi thì mình sẽ tiến hành chạy test với 3 chế độ Eco, rồi sau đó mình sẽ test Comfort, rồi sau đó mình sẽ test tiếp là Sport. Bây giờ mình sẽ test trước với chế độ Eco nha các bạn. Như chúng ta có thể thấy là xe này nó giới hạn tốc độ tại 135 km/h. Khi đạp tới đó thì tua máy sẽ cắt xuống luôn hả các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ test ở chế độ Comfort. Test tới chế độ Sport.
Rồi sau khi mình đạp test dyno xong thì có một cái điểm rất là ấn tượng về chiếc xe điện này ha, là cái sinh nhiệt của nó rất là thấp. Nếu như cái xe động cơ đốt trong nãy giờ mình đạp dyno như vậy thì cái khuôn phần máy này sẽ rất là nóng, và nước làm mát thì sẽ có thể sờ tay vào không được luôn. Còn này nó chỉ hơi ấm ấm à, đụng vô bình thường luôn ha. Thì tín hiệu xuất chuyển đổi từ điện thành động năng nó rất là tốt so với động cơ đốt trong, sinh nhiệt thấp, mát rượi luôn. Rồi thì đây là ba cái biểu đồ dyno sau khi mình test ở ba chế độ khác nhau. Thì đường xanh này là chế độ eco, đỏ là comfort và vàng là sport. Thì đây là biểu thị torque ha. Thì ở chế độ eco nó vào rất là nhẹ nhàng, rất là mượt và từ từ giảm xuống cái phần moment xoắn. Công suất thì nó khác với động cơ xe máy xăng, là mình sẽ có một cái đường là lên xong rồi chạy ngang luôn. Còn máy xăng thì nó sẽ thường đi theo cái hình dạng vậy, nó lên xong nó sẽ xuống. Và tới khoảng gần 135 km/h thì nó sẽ cắt xuống, thì xe đã bị giới hạn tốc độ ngay tại khúc đó ha. Và riêng cái phần chế độ sport tọt vào dựng đứng luôn, cho nên là đạp các bạn sẽ thấy nó kick in tức thì luôn nha các bạn. Rồi đây là kết quả chạy dyno. Thì chúng ta đo tải bánh ở chế độ eco là 109 và chế độ sport là 114. Các bạn sẽ thắc mắc là xe công bố là 148-150 mã thì tại sao đo xuống đây còn nhiêu đây. Thì không phải xe nó truyền động trực tiếp là chỉ có cắm cái motor vào bánh xe là chạy, mà nó sẽ qua cái hệ bánh răng giảm tốc, cho nên là nó vẫn sẽ có hao phí. Thì đây là kết quả đo dyno tại bánh. Còn về phần tọt thì ở đây là tọt mình tham khảo để biết cái cách mà tọt nó phân bổ vào cái xe như thế nào ở các chế độ chạy thôi. Chứ ở đây là tọt đo trực tiếp tại con lăn của dyno. Vì xe này nó không có các cái dữ kiện về hộp số chuyện bao nhiêu, cho nên là mình sẽ không có đưa ra một cái con số tọt chính xác được, mà mình sẽ tham khảo cái tọt nó truyền trực tiếp xuống con lăn là bao nhiêu thôi. Thì đây là cái kết quả dyno chiếc xe điện VF E34 ha. Rồi giờ dyno xong thì mình sẽ ra mình chạy thử một vòng để xem nó phản ứng như thế nào, cho các bạn thấy rõ. Rồi mình đang trải nghiệm chiếc VF E34 nha các bạn ơi. Thì đây là đang ở chế độ tiết kiệm nè, eco nè. Thì mình đạp ga rất là sâu xe nó mới đi. Thì cũng dễ hiểu thôi, để cho tiết kiệm nhiên liệu thì tiết kiệm pin thì xe nó phải gia tốc từ từ. Đó. Càng rất là chất lượng nha các bạn. Đó, đạp ga sâu thì xe nó mới rướn lên từ từ, chứ nó không có tăng tốc tức thì. Nhưng mà cảm giác lái rất là mượt nha các bạn, nhẹ nhàng, ngon lành luôn. Thực ra với cái giá tiền và chi phí vận hành như thế này thì việc đi làm trong thành phố thì đi con này nó sẽ cực kỳ nhẹ nhàng và nhẹ đầu.
các bạn có biết khi mà mình đi xe động cơ đốt trong á, máy xăng máy dầu á, thì cái việc mà đi vào thành phố mà kẹt xe á, thì đậu lại một chỗ thì xe nó đốt nhiên liệu rất là nhiều. Còn đối với cái xe điện thì khi mà mình dừng xe lại thì nó chỉ tiêu tốn vào cái phần máy lạnh thôi. Mà theo một số anh em chia sẻ thì cái việc hao phí vào máy lạnh của xe này nó cũng rất là thấp. Kẹt xe 1-2 tiếng hình như chỉ tụt khoảng 1-2% thôi. Chỉ cần nhấp nghe chị là nó đó, bạn có thể nghe tiếng lốp nó miết dưới đường luôn, thấy không? Rất là sướng, rất là nhanh nha. Tuy nhiên thì có một điều là hơi tiếc là xe này bị giới hạn tốc độ ở 135 km/h. Đó, chứ còn ở tốc độ thấp mà là dí vô thì nó lên, có thể nói là so với các cái xe cùng phân khúc thì nó nhanh hơn. Chỉ là cái cảm giác hít người vào xe, tại vì mình không có bị chuyển số hay gì hết. Woo-hoo-hoo-hoo-hoo!
chung rất là ngon nha các bạn. Rồi, đây là một chiếc xe đáng mua trong tầm giá nha.